Thôi chắc vô đại đi chị ơi, cứ bắt quá em xe rồi. Vô chị vô đi chị. Dạ, kính lãnh lễ sư, kính lãnh lễ cô tu nữ, xin kính chào tất cả quý vị học viên đã đến giờ vào lớp ạ. Xin mời tất cả quý vị trang nghiêm thân khẩu ý để hướng tâm về thầy kinh Tam Bảo tối nay cho chị Ngọc Trân tụng đọc ạ. Xin mời Ngọc Trân. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính lãnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý học viên. Con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakye kame cha rupe riri sikhara tate chantali khe vimane di be rathe cha game taguwana gahane ge hawa thom hi khe te phom ma cha yan tu de wa Chala thala visame ya khagan tha panaga ti thanta santi ke yang muniwara wachanang sa tha vo me sunan tu thamma Sawana kalo ayam padanta thamma sawana kalo ayam padanta thamma sawana kalo ayam padanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Tutiyambi Buddhang saranang gacchami Tutiyambi Dhammang saranang gacchami Tutiyambi Sanghang saranang gacchami Tatiyambi Bi Buddhang saranang gacchami tatiyambi dhammang saranang gacchami tatiyambi sanghang saranang gacchami Iti biso bhagava arahang samma sambuddho vicca charana sambandho sugato lokavidu anuttaro purisadhamma sarathi sattha deva manussanang buddho bhagavati nathi me saranang anyang buddho me saranang varang Ete na sacca vacce na hontu me jaya mangalam uttamange na vande hang bada bang so varuttamang butte yo kalito do so putho kamatu tang mamang Sakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehibasiko opanayiko pacchatang veditappo vinyuhitinathi me saranang anyang dhammo me saranang varang etena sacca vaccena hontu me jaya mangalang Uttamange na vande hang thammang chadui thang varang Thamme yo khalito do so thammo Khamato tang mamang Subhatibhano bhagavato savakasangho Ujubhatibhano bhagavato savakasangho Nyayabhatibhano bhagavato savakasangho Samijibhatibhano bhagavato savakasangho Yadidang chattari purisa yugani athapurisa bungala Esa bhagavato savakasangho Kho ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjalikaraneyo anuttarang punyang khetang lokasatinathime saranang anyang sangkho me saranang varang ete na sacca vacce na hontu me jayamangalang Uttamange na vande hang sanghang chaduvitho tamang Sangheyo khalito doso sangkho khamatutang mamang
Quang đại mi chế ti yang sa bang sa ba tha ne su ba ti thi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thình bu tha ru bang sa ca lăng sa da sa bu thê a tha vi san cha đoà đa san cha sa ha sa kê ban cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hang Tê sang tham mạnh cha sang thành cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra lu pha vê na hằng tòa sa bê u ba đa vê a nê ca an ta ra ya bi vi na san tu a se sa tô sam bu thê bành cha bành nha sang cha cha tu vê sa ti sa ha sa kê ra sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng tê sang tham mạnh cha sang khang cha a da re na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha vê na hằng tòa sa bê u ba da vê a nê ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to sam bu thê na vu ta ra sa tê a tha cha ta li sa sa ha sa kê vì sát thi sát ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng tê sang tham mạnh cha sang khang cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha vê na hằng tua sa bê u ba đa vê a nê ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to sa pe purati ma ya di sa ya sa ta awe ra sukhi ho nu sa pe purati ma ya nu di sa ya sa ta awe ra sukhi ho nu sa pe dakina ya di sa ya sa ta awe ra sukhi ho nu sa pe dakina ya nu di sa ya sa ta awe ra sukhi ho nu sa pe paichi ma Ya di sa ya sa ta awe ra sukhi ho tu sa pe pai chi ma Ya nu di sa ya sa ta awe ra sukhi ho tu sa pe uttara Ya di sa ya sa ta awe ra sukhi ho tu sa pe sa uttara ya di sa ya nu di sa ya sa ta awe ra sukhi ho nu sa pe uparima ya di sa ya sa ta awe ra sukhi ho nu sa pe hetima ya di sa ya sa ta awe ra sukhi ho nu sa pe sa ta awe ra ho nu sukhi ta ho nu nik tu kha ho nu áp ya pa cha ho nu ani kha ho nu di kha yu kha ho nu Ago ga hon tu sampatti hisami chan tu sukhi atana pariharan tu dukha patta janik dukha faya patta janik faya soka patta janik soka hon tu sape pipani no akasatha jafumatha devanaga mahitika Bồn nhân nô a nô mô đăng tu chi răng ra khan tu sa sa năng a ca sa tha cha phum ma tha đê wa na ga ma hi thi ca Bồn nhân nô a nô mô đăng tu chi răng ra khan tu nô ga ru a ca sa tha cha phum ma tha đê wa na ga ma hi thi ca Bồn nhân nô a nô mô đăng tu chi răng ra khang tu nha ta vô a ca sa tha cha phum ma tha đê wa na ga ma hi thi ca Bồn nhân nô a nô mô đăng tu chi răng ra khang tu pa ni nô a ca sa tha cha phum ma tha đê wa na ga ma hi thi ca Bồn nhân nô a nô mô đăng tu chi răng ra khang tu nô sa đa y đăng wa ta nô bồn nhân a sa wa kha ya wa hăng hôn tu a na ga tê ca lê sa thú con được không xong thế thầy kinh tam bảo đã xong ạ chúng con kính thỉnh sư Vinh Tuệ cầm bút bài giảng tiếp tục cho chúng con xin kính mời sư ạ.
Buddha, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Xin chào các thầy cô chú. Giờ hôm nay thì mình sẽ học tiếp phần bài 2, còn phần đã là câu hỏi độc động văn với lại sửa bài tập. Giờ mình sẽ học phần trả lời câu hỏi trước. Đây là phần trả lời câu hỏi của bài số 2. Để coi coi mình có trả lời được câu nào không. Câu 1 phải gạch dưới các từ ngữ được sử dụng ở thủ cách trong động văn. Phần này thì đọc động văn thì mình mới gạch được. Câu 2 thì tìm các danh từ được chia ở thủ cách trong động văn và cho biết nghĩa sử dụng. Cái này cũng phải trong động văn. Câu 3 thì gạch dưới các danh từ ở dạng sử dụng cách và chỉ định cách đã được sử dụng trong động văn. Dạ sư chia sẻ cái màn hình của bài tập đó sư, để cho mấy Phật tử có thể thấy. Chưa thấy hả? Dạ. Ông 4 thì tìm các danh từ nữ tính vì nữ y như là DV đã được tìm trong đoạn văn và tập chi chúng. Câu 5 thì hãy sử dụng các danh từ sau đây để viết thành câu hoàn chỉnh theo cách chi đã được học. Có chữ pa sa đá, thanh ná sa ra thi, anuma na di, tâm ná sa ra tháp phu nam mi. Đây là tập viết câu, viết câu. Bây giờ qua đọc đoạn văn đi ha, đọc đoạn văn đi để mình tìm các danh từ sử dụng ở chủ cách, là đối cách, sử dụng cách và ở chỉ định cách theo bài học này. Đây là phần đoạn văn. Pháp Bích Giang, nghe đọc từ sau đó phải lớp học. Rai chắc khu mà rô, tì lắc sang vũ tành chắc, in trí giác, sang vũ tành chắc, in trí giác vũ tành chắc, sang mạng năng đi qua, bà xà nói chí tô quá, bà xà đàn nghi quá tí qua, Anagarasma, Anagari yang papaji tung, Atitapsi, Tana so raja pitara oka sangyaji tung, Raja niwe senang agan tua ye na ya so taraya, Raja kumariya pariya ya ya, Rahulaksa, Raja putakasa, Jaka putang tan tua, Ologetwa salha punamiya ratiyang papachitung nikhamit. Sotaya ratiyang chanasa ratina chah. Kanthakasena chah. Raja nagarato anumu anumanadiyya parang niji. Sittatha Raja Kumaro Ithathathwa Raja Lankare Omujitwa Chanasate Niyadetwa Atana Kesanja Musunja Oharetwa Kasawang Niwa Sefwa Papajita Watang Samadiji Athako So Eko Natin Satiya Ayupamane Hiparepuno Wa Ahosi. Rồi nghe lại lần nữa. Papaya Raja Kumaro Sila Sang Vutanya Indriya Vutanya Samanang Diswa Pasir Pasanajito Wa Pasadang Hiwati Teswa
agarasma anagari yang papaji tung ati asi tada so raja pitara oka sangja jitung raja nibe sanang agantua yena yaso taraya raja kumari ya pariyaja rahulasa raja putakasaja gặp cô tăng gần tòa ô lô kê tòa a sa hạ cùng nam mi ya rất ti yang pháp phái chi tùng tích hàm mi so ta yang rất ti yang chân na sa rất ti na cha căn thắc cá sê na cha ra cha na ca ra to na nô ma na di ya pa rang ni di ti ta tha ra Raja Kumaro Itha Thatwa Raja Lankare Omujitwa Channasate Niya Detwa Atana Kesencha Masuncha Ohare Twa Kasawang Niwa Setwa Popachita Watang Samadhi Atha Ko So Eko Natin Satiya Ayupamane Hiparepuno Parepuno Wahahosi ra miền bài lớp lên dùm đọc hai người đi, người đầu thì đọc thấy chữ Nikhami, người sau thì đọc đoạn còn lại, rồi sau đó mình sẽ tìm các danh từ được sử dụng ở dạng chủ cách, đối cách, sử dụng cách và chỉ định cách. Rồi anh Khánh mời lớp đọc bài sư. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Mở mic lên cái chữ quên mà. Dạ. Sư xin đọc quên bật mic. Bapacha Raja Kumaro Sila Sang Putamcha Inriya Gutamcha Samanang Diswa Basanachito wa basadang niwatitwa agarasma anaga riyang papachitung athithasi tada so rajapitara osak okasang jatitung rajanive sanang Agantua Yena Yasotharaya Raja Kumariya Pariyaya Cha Rahulasa Raja Buddha Kasa Cha Gapho Tang Gantua Oloketua Asala Quân Namiya Rakshiyang Papa Chitung Nikhami Thư sư xin hết. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Bà sư con xin đọc ạ. So Tayang Rakshiyang Chana Saratina Chá Kanthakasena Chá Raja Nagarato Anomada Anomanadiya Parangniyi Sittata Raja Kumaro Itta Thatwa Raja Lankare Omunjitwa Janasa te Niyadetwa Atana Kesanja Masunja Oharetwa Kasawang Niwasetwa Papachita Watang Samadiji Athakoso ekunatin satiya ayupa
manehi pari puno wa ahusi. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc á. Papachito Rachato Maro Rachato Maro Sila Sangut Pancha Ingriya Gut Pancha Samanang Di Soa Basang Nachito Wa Basadang Di Watitoa Agarasma Anaga Bí dân Papa Chí Tùng A Thí A Thí Thà Sĩ Phá Đà Sô Ra Chá Pí Phá Ra Ô Ca Săng Gia Chí Tùng Ra Chá Ní Quê à, Săng Quê Xá Năng Á Ganh Tòa Dê Ná Gia Sô Thá Ra Giá Ra Chá Cú Mà Rí Gia Phari ya ya cha Rahula sa Raja putta kasa cha Gappo tang Gantoa Oloketoa Asanha bunamiya Rattiyang Rattiyang Papa chi tung Nikhami. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Mẹ. Dạ thầy sư xin đọc. Sô tài văn rất tí văn rất tí văn chân nế chân nế sơ rết thi thi nè chá canh thác canh thá canh thá cách sơ nế chá ra chá nà gá rá tô en nô mê né dí né dê né dí dê bà răng dí dì dí dí xích đáp thế rê trê cú mà rô ý thế thách tòa thế tòa rê trê đành kê rê ô môn chích tòa chân nát xé tê Ni ye de toa at ne ke sang che mat sun che o he re toa ke se wan li wa se toa bat ba bat ba bat ba ti ta wa wat bat tang sáng mà đi dí ép thái khô sô ê cu né tìm xé tí dè ê dú bé mè nê hí bé ri bún nô hoa é hồ xí. Dạ thưa sư xin hết. Dạ xong rồi sư. Dạ ở viên cũ lệnh đọc luôn đi nha, tập đọc để nhớ cho quên. Dạ, xin mời Phật tử An. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Raja Kumaro Sila Sambut Tantra Hingri Ya Kut Tantra Samanang Distor Distor Pháp thành ná chí tô và hạt xa đăng tí phá trích tòa Agarasma Anagariyan Pháp bá chí tùn hát tí thà sĩ tà đá sô ra chá phí tà ra hô ca sang yá chí tùn ra chá ní vết xa năng Hà gần tòa chạy ná Yá sô tha Yá sô tha ra chá
Raja Kumariya Pariyaya Cha Rahulasa Raja Puttakasa Cha Gapo Tong Gantoa Oloketoa Asathapunna Miya Ratiyam Papachitun Hikami. Dạ thì sư con xin hết. Bập chú ý âm dài ngắn. Dạ con cảm ơn sư. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Sư Tá Giang Rattiyang Channa Sarathina Cha Gantha Tassena Cha Raja Nara Ratto Anoma Nadia Parang Niti Sittathara Yaja Umaro Itha Thattwa Raja Langkare Omunchitwa Channasa Te Nitya Detwa Attanang Attana Attana Kesangcha Masuncha Oha Retwa Kasawang Niwa Setwa Papayita Papayita Wattang Samadhi Atha Ho So Eku Natin Satya Ayun Pam Manehi Pari Puno Wa Wa Ahosi. Dạ bà sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Bhattacha Rajakumaro Sila Samvuttancha Inriya Guttancha Samanang Niswa Pasang Najitowa Pasadang Nikwatito Agarasma Anagariyang Papachitum Atitasi Tada So Rajavitara Okasang Yajitum Rajani Vesanang Aga Aganto Yena Yasodara Rajakumariya Pariyaya Ya Rahulasa Rajaputta Kasa Ja Gapo Tang Ganto Oloketo Aha Asaha Punamiya Ratiyang Bapachitum Nikami. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Vương Ngọc Trân ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Đoạn đầu á Khánh. Raja Kumaro Sila Sang Vu Tancha Iri Ya Vu Tancha Samanang Biswa Pasan Pasana Chito Wa Pasadang Niwatitwa Ararasma Agana Riyang Papachitung Athithasi Tada So Raja Pitara Okasang Yajitung Raja Niwe Sanang Agan Tòa Dê Ná Giá Sô Thá Rà Giá Ra Chá Cú Mà Rí Già Phá Rí Già Giá Chá Ra Hú Lá Xá Ra Chá Phú Tá Cá Xá Chá Gá Phô Tăng Gan Tòa Ô Lô Kê Tòa A Sa Lá Phú Ná Mí Già Ra Tí Dằng Bá Bá Chí Tùng Ní Khá Mí. Dạ thưa sư con đọc xong. Dạ xin mời Phật tử Diệu Thủy ạ.
Dạ thưa sư, con xin đọc. So ta răng rát tí răng chá ná sa rát thí ná thí na chá can thát cá xê ná chá ra giá ná gá rát tô á nô ma ná đi 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 ra pa răng ní dí xít thá thá ra chá cú ma rô ý thá thá tòa ra ra lăng ca rê ô môn chít tòa chan ná chan ná xá tê ní ra đề tòa át tà na kê sang chá má xôn chá ô hà rét tòa ca sa văng ní qua xét tòa bá bá dí tá qua tăng xá ma đi dí á thá cô sô ê cun nát ná tình sát tí già xá xá tí già á du a dun a du pa ma nê hí pa ri pu nô quá a hồ xí. Thưa sư, con xin hết ạ. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ, thưa sư đã hết rồi sư. Rồi, bây giờ ai tìm các danh từ ở dạng chủ cách trước, ai tìm trước đây? Ai tìm trước giơ tay lên đi, xin mời. Dạ, dạ, xin mời cô Diệu Bảo thưa. Dành từ chủ cách ha, các danh từ chủ cách. Mình đọc thì có danh từ nào mà đọc. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ, thưa sư, con xin trả lời đúng không sư? Dạ, xin mời Học Tử An ạ. Dạ, tìm danh từ chủ cách là Raja Kumaro là thái tử. Rồi. Dạ, với từ chủ cách là Him là Hi là So không xin. Rồi. Sitatha Raja Kumaro, dạ. Sitatha Raja Kumaro, thái tử tất cả là. Dạ hết, con tìm vô đó được. Được ba từ hả? Dạ, từ sâu là là đây là bốn từ. Dạ. Để xem ra được lại chăng. Ở đây còn cái chữ gấp khô nè. Dạ, gấp khô này cũng là danh từ năm tánh ở chủ cách. Dạ, đúng rồi. Dạ. Còn còn thế nào? Rồi hết rồi, vậy là mình hết gì đó. Ở đây thì mình có phát sanh nói chí tô, nó không phải là danh từ, nó là tính từ, nhưng mà ở đây nó cũng ở chủ cách nên ghi nhận nó. Rồi bây giờ tìm danh từ ở đối cách, hay tìm danh từ đối cách thế này. Rồi cô Thảo Viên ra đối cách. Cô, xin mời cô Hoa Nguyễn. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc. Thưa sư, những từ đối cách. Hồi nãy con quên bật mic đó sư. Dạ, xin mời cô Hảo Nguyễn. Dạ, danh từ ở đối cách là Sa Má Năng, là Sa Môn. Dạ. Yeah.
từ ta văn nữa, thưa sư, đối cách từ rát tí văn cũng là đối cách. Kê san cũng là đối cách, mas sung cũng là đối cách, kasawang cũng là đối cách, danh từ đối cách. Rồi trong đây thì cũng có những cái tính từ mà ở đối cách nữa, thì có nói không sư, có kê liệt kê ra không ạ? Thì danh từ trước đi, tìm danh từ trước là được mấy rồi? Samanang. Dạ, Samanang. Rồi Pasadang. Pasadang. Pasadang, lấy bọn gốc Pasadang. Pasadang. Rồi Okasang. Okasang. Yeah. Anagariyan. Ansalapunamiya. À không phải đối cách, cái này phải đối cách. Ratiyan này sư. Ratiyan. Ratiyan. Dạ. Rati văn là ở cách thứ bảy. Cách thứ bảy con quên. Cách thứ bảy. Dạ. Ta văn cũng không phải đối cách, được bỏ chữ đó đi. Rati văn, ta văn bỏ hai chữ đó. Dạ. Ta văn là cũng định sở cách luôn. Ở dưới còn chữ nào nữa? Chữ kê xăng á, thưa sư. Kê xăng chá. Mà, dạ kê xăng chá, tại vì chá nữa thì nó đỡ biến đổi bằng cái chữ chữ anh là ngã. Dừng ra. Mát sung. Dạ, nó xung. Ta sa quan nữa là thưa sư. Rồi, ta sa quan nữa. Anh chị ạ. Mát xung nữa nè, anh Khánh. Sư, bạch từ bắp bá chí tăng quá tăng, bắp chí tá quá tăng đó sư. Đúng rồi, bắp chí tá quá tăng nè. Dạ. Tá quá tăng này cũng ở đối cách ha. Cảm ơn. Dạ, dạ cháu nhìn về xa năng. Anh chờ anh sư. Cái ăn hành tục. Dạ, cháu nhìn về xa năng. Dạ, cháu biết ta. Biết ta đó ra là sử dụng cách hả? Không, dạ cháu biết ta ra. Lá, xì lá sẵn quốc tình cháu. Ý nghĩa ra quốc tình cháu. Câu trên, câu đầu sư. Đó là giọng tính từ. Cái đó tính từ. Si lá bằng si lá xăng quốc tăng chá là Indriya quốc tăng chá là tính từ. Hai chá niệm về sanh năng. Vậy thì có được mấy từ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 từ được sử dụng ở đối cách ở trong bài này. Ba răng. Tiếng chú nghĩ gì? Ba răng thì cũng ở chia ở đối cách, nhưng mà chữ ba răng này còn chữ tăng nữa nè, chữ tăng này cũng ở đối cách nè. Dạ, tăng ở đối cách. Dạ, chữ tăng này ở đối cách ạ. Dạ. Hát tí dần. Dạ. Rồi bây giờ mình tìm các danh từ ở cách thứ ba đi. Cách thứ ba, ai tìm danh từ ở cách thứ ba?
có dự báo thêm được không? Dạ, chưa, con chưa tìm tin. Có ai tìm được trên tờ cách thứ ba? Dạ có, Chana Saratina. Rồi, cô Hảo tìm thêm dạ. Đi. Chana Saratina là sử dụng cách Kantak Kassena cũng sử dụng cách ạ. Cái gì nữa? Hai từ đó. Ayupamanehi. Đúng rồi, Ayupamanehi. Cách thứ ba. Ye na. Ở trời nó sẽ gần tòa. Ye na cũng ở cách thứ ba. Còn nữa không? Cảm thác các xe ná. Ê cô ná tình xa tí già sư. Chữ Atana sư. Atana sư. À Atana đúng rồi. Atana cũng là cách thứ ba. Cảm thác các xe ná. À Atana. Ê cô ná tình xa tí già. Đây, cái này là cách thứ ba. Vậy cái... cô ná tiên xá tí gia được không sư? Được. Đó là tính từ của chữ ayu của mà này chứ. Nó là gì? Đó là cách rồi đó là cách thứ ba mình tìm được 1, 2, 3, 4, 5, 6 từ ha. Từ. Giờ bây giờ ai tìm cách thứ tư coi. Cách thứ tư a giá a sát. Thưa sư, dạ sô, dạ sô đá xá ra giá phải không ạ? Cái gì? Dạ sô đá xá. Đá giá của Maria. Dạ sô tha ra giá, ra giá, dạ sô tha ra giá, sợ định cách. Rahula xá. Đá giá của Maria. Nó xá được. Cái này là cách thứ tư này. Trên, ở đây nếu có coi trên đây nó cũng có một vài chữ mà không biết có nó phải là đây không được. Cái này toàn là sở thuộc cách. Hồi nãy cách thứ ba, hồi nãy mình còn ra chấp với ta ra nữa ha. Ủa? Cách thứ năm. Cách thứ năm nè. Dạ, thứ năm. Dạ. Thì cách thứ ba mình chỉ có một chữ chanh á, sát hả? Ở cách thứ tư. Cái này cũng là cách thứ sáu. Dạ sư, có phải chữ ra chế ní quê sẽ năng không sư? Đâu có, chế ní quê sẽ năng cách thứ hai. Rồi, vậy là mình xong rồi đó. Năng mà. Chỉ thanh năng sát thôi, là đến. Để tên năng hả? Nhầm. Cách thứ hai. Còn lại là cách thứ sáu. Nó thấy ý gia này cách thứ sáu, còn không có cách thứ tư. Rồi bây giờ mình trở lại phần sửa bài tập số 2 ha.
phần tìm từ trả lời câu hỏi là đã xong. Bây giờ mình sửa lại tập. Tập thứ hai nó có mở chưa không ta? Nên chỉ có mở rồi thì ta. Có bài tập số 2 này chưa anh Khánh? Dạ chưa. Tiếng BDF mà con chưa chỉnh được. Bây giờ đây là bài tập số 2. Mời lớp đọc bài tập số 2 cái đi. Màn hình không thấy rồi sư. Màn hình không thấy rõ sư ơi. Không thấy hả? Dạ. Đây là bài tập thứ hai. Giờ mời lớp tập cái đi ha. Tập cái mình sửa. Đây là 5 câu của bài tập thứ hai. Rồi ai đọc trước đi. Bây giờ tay lên đọc trước đi. Anh mời lớp đọc bài. Anh Duy có file nào hả? Dạ con đang chuyển cái file BDF qua hình như là được rồi sư, nhưng mà nó hơi nhảy. Học đỡ một buổi đi. Dạ. Em bà có gì bảo đọc trước đi. Dạ con xin đọc. Ra chá cú ma rô xá má năng bác sĩ tòa à a gà rác ma a ná gà rí dân bác bác chí tùng a thí a thít hà xí. Câu số 2. Atha so gấp phần gắt trí tòa giá so tha ra đề quyền trá. Ra ra hú lá ra trá bút tăng trá bút tăng trá ô lô kê tung bắp bá cha giá ních khá mí. Câu số 3. Ra chá cú ma rô a san há bồn ná mi ya rát tí dân quý ma năng hà quý ma năm hà á nô ma ná đi tì rát xá ba răng ní gia tí. Câu số 4. Sô ý thá tí thí tòa ra chá lăng ca rê ô môn chí tòa sa rá thí nô tê ní già đề tòa kê xê ô hà rét tòa bắp bá chí. Câu số 5. Bó thí sát tô kê xê chín đí tòa ca sa hoa mí ní hoa xét tòa bắp bá chí tá quách tăng xá mà đi dí. Con xin hết ạ. Mày có kiên cúc kìa.
Thưa sư xin đọc ạ. Câu số 1. Raja Kumaro Samanang Pasitoa Agarasma Anagariyan Papachitung Athi Thasi. Câu số 2. Athaso Gaphan Gachitoa Yasothara Devincha Rahula Raja Puttancha Oloketung Papachaya Nikhami. Câu số 3. Raja Kumaro Asaha Punami Miya Rathiyan Vimananha Ano Mana Ditirasa Barang Niyati. Câu số 4. So Itha Tik Thi Toa Ra Jalankare Omunjitoa Sa Rathino Te Niyadetoa Kese Oharetoa Bapfayi. Câu số 5. Bodhisatto Kese Chinditoa Kasavani Nivasetoa Papachi Tavattang Samadhi. Thưa sư xin hết. Rồi cô Nữ đi, Lâm Thị Nữ. Dạ bạch sư, con xin đọc. Câu thứ nhất. Raja Kumaro Samanang Pasitoa Agarasma Anagariyan Papachitum Adithasi. Câu số 2. Athaso Gaphan Gachitoa Yasothara Devincha Rahula Raja Puttancha Oloketum Papa Jaya Nikhami. Câu số 3. Raja Kumaro Asa Rapum Nakniya Rattiyan Vimananha Anoma Naditi Rasa Parang Nityati. Câu số 4. So Itha Tithitoa Raja Lankare Omunjitoa Sarathino Te Niya Ditoa Kese Oharetoa Papachi. Câu số 5. Bodhisattva Kese Chinditoa Kasawani Niwasetoa Papachi Papachita Watang Samadhi. Dạ bạch sư con xin hết ạ. Quán đọc phân biệt âm ngắn âm dài ha. Âm ngắn âm A, âm Y, âm Y. Mình đọc phân biệt cho đó. Mời bạch tử ăn thầy. Dạ thưa sư con xin đọc. Raja Kumaro Samanang Hachitoa Ararasma Anagariyan Abhachitun Athithasi Athaso. Câu số 2. Athaso Gaphan Gachitoa Rasothara Devincha Rahula Raja Puttancha Oloketun Papachaya Nikhami. Dạ câu số 3. Raja Kumaro Asathapunna Miya Vityam Vimanamha Anumana Dithirasa Parang Nichi. Câu số 4. So Itha Tithitoa Rajalankare Omunjitoa Sarathito Te
Nidya Treto Kese Oha Reto Hapaji. Câu số 5. Bhattisato Kese Nidito Kasavani Nidvaseto Hapaji Tavatang Samadhi. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ. Dạ xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Raja Kumaro Samanang Pasitoa Agarasma Anagarizang Papa Chitum Athi Thasi. Câu thứ hai. Athaso Gappang Gachitoa Jasotha Rade Vincha Rahula Raja Puttangcha Aloketum Papa Chaja Nikkhami. Câu số 3. Raja Kumaro Al-Sahapunamitza Ratizang Vimanya Vimanamha Ha Anomana Diti Rasa Parang Nizazi. Câu số 4. So Itha Tithiwa Raja Lang Lang Kare Omunchitoa Sara Sarathino Te Niza 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 Detoa Kese Oharetoa Papachi. Câu 5. Bodhisatto Kese Chin Đi toa ca sa qua ní ní qua xét toa papa chít ta qua tăng sama đi dí. Thưa sư, con xin hết ạ. Mẹ đi. Dạ xin mời Phật tử Trang Lê ạ. Chưa chưa mẹ. Dạ thưa sư, con xin đọc. La cha kumaro samanang pasito agarasma anagariya papachito atitasi. Câu số 2. Ataso gapang gachito gasodara de vincha rahula raja buthancha oloketum papaya jaya Nikami. Câu số 3. Raja Kumaro Asaha Munamiya Natiyam Vimananha Aloma Naditi Rasa Haramiki. Câu số 4. So Hita Tithitoa Raja Dankare Omunchitoa Sarathino Tino De Nityaretto Kesi Ohareto Bapachi. Câu số 5. Visato Kese Chindito Kasavani Nikwasetto Bapachi Kavanta Tamadiyi. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư, xin đọc câu thứ nhất. Ra trẻ của mơ rô xe mênh năng bác sĩ toa e gà rác mà e nè gà rí dăng bác bác trí tùm e thít ô phúc e thít thà xí. Câu số 2. E thế sô gáp phăng gắt chi toa yeso
tha rê đê vinh chá rê hú lá rê trá bút tăng chá ô lô kê tùm phát bà trà giá nít khá mí cò su bà rê trê cú mà rô a sa hà bùn nà a sa hà bùn ná mí gia rách tí dăng quý mà năng, quý mà năng ha, quý mà năng ha. Anuma, lá đi tì rách xá, bà răng, lý dí. Câu số 4, sô, ý thế, tích thi vứt tòa. Rê trà lăng ca rê, ô môn chí tòa, xà rê thi nô, tê. Lý dê đê tòa, kê sê, ô hà, rê tòa, pháp bá trí. Câu số 5, bồ thí sát tô, kê sê, chín đi tòa, kê sê hoa ní, ní hoa sê tòa, pháp bá trí tá, quát tăng, sá mà đi dí. Dạ thầy sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ, thưa sư, sư kéo giúp con cái màn hình lên câu số 1 ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Câu số 1, Gia Chá Cú Mà Rô, Sá Mà Năng, Tát Sư Tòa, Á Gà Tát Mà, Á Ná Gà Duy Răng, Pát Gà Chí Tùng, Á Thít, Á Thít, Thạc sĩ. Câu số 2, A Thá Sô Đắc Thầm Đắc Chí Tòa Gia Sô Tha Gà Đề Vinh Chá Gà Vũ Lá Gà Chá Phúc Tành Chá Ô Lô Kê Tung Pháp Bá Chà Giá Ních Khá Mí. Câu số 3, Gà Chá Phú Mà Rô A Sơn Lá Há Vũn Lá Mí Gà Rất tí rằng Vi nà nằm hà Ano mà ná Đi tí rắc xá Và răng lý dí. Câu số 4, Sô ý thá Tích thích Tích thí tòa Gia chàn năng cà rê Ô mùng chí tòa Sa giá thi nô Tê Ni ra đề tòa kê xê ô hà đề tòa bắp bà dĩ. Câu số 5, bồ thí sát tô kê xê chinh đi tòa ca sao hoa ní ní hoa xê tòa bắp bà chí tá quắc tăng xá ma đi dĩ. Đã thư sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Và thí sư con xin đọc bài. Rất chắc khu mà dạ, bà sư con xin đọc ạ. Dạ, xin mời Phật tử Thạch Nguyễn để cô Hảo đọc. Dạ, số 1, câu số 1, ra chá cú ma rô sa sa ma năng pa si toa agaras ma anaga riyang papa jitung ati tasi Athaso, câu số 2, Athaso gấp phăng, các chí tòa, Yaso Thara, Đề Quỳnh Chá, Ra Hú Lá, Ra Chá, Bút Tần Chá, Ô Lô Kê Tùng, Pháp Bà Chà Giá, Nít Khá Mí. Câu số 3, Ra Chá Cú Mà Rô, A Sàl Há, Bùn Ná Mì Giá, Bùn Ná Mì Giá, Rát Tì Giăng, Quỳ Quý ma năm hà Ano ma na Đi ti rát xá Và răng ní dí. Câu số 4, Sô y thá Tít tí hoa Ra cha lăng ca rê Ô môn chít tòa Sá rá thí nô Tê ní ya đê hoa Kê xê
Oha Reja Papaji. Câu số 5. Khánh Khánh đưa cái màn hình lên chút Khánh. Dạ màn hình của sư. À màn hình của sư. Bồ thí sát tô kê xê chinh đi tí tòa ca sa hoa ni ca sa hoa ni ni hoa xê tòa bát bá chí tá quát tăng sa ma lý dí. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài. Lát chát cú mà rù sắp mắt nằm thạ sĩ tò a gà rát nà a nà gà rị yâm pháp bá trị tùm a thị thà si. Câu số 2. Át thá sô gáp văn gáp trị tò dạ sô thà rạ đê huyên chà Rahu la cha ra cha putam cha alo ket tum appa cha ya nikami. Thư câu số 3. Raja kumaro asaha puna piya rapti yam vima namha anoma na ditti rasa param niya yi. Câu số 4. So ita titi to ra cha lan ka re amun chi to sa ra ti no te ni ya de to ke se of ha re to papa chi. Câu số 5. Buti sato ke se chin ti to ya sa va ni ni va se to papa chi ta vat tâm quát tâm samma di yi. Dạ thư con xin cảm ơn. Dạ xin mời Phật tử Vương Ngọc Trân. Dạ thưa sư con đọc câu 1. Raja kumaro samanang basitoa ararasma arariyang papachitong athithasi. Câu số 2. Athaso gáp phạm gáp chi tòa giá sô thá ra đề viên chá ra hú lá ra chá bút tàn chá ô lô kề tùm pháp pá trà giá ni khá mí. Câu số 3. Ra chá của mà rô an sa lá bù ná mí già rá tí dằn quý mà nam hà á nô mà ná đi tì ra xá bà răng ní dí. Câu số 4. So ít thá tít thi tòa ra ra cha lăng kệ ca rê ô môn chí tòa sa ra thi nô tê ni gia đề tòa kê sê ô hà rê tòa pa pa chí. Câu số 5. Bồ thí sát tô kê sê chi lý tòa ca sa hoa ní ní hoa sê tòa pa pa chí tá hoa tăng sá mà đi dí. Dạ con xin hết. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Dạ, dạ thưa sư, vậy là hết rồi sư. Rồi, thì chúng ta sửa ha. Anh làm được chưa? Dạ, dạ được sư. Sư để hôm nay con chia sẻ màn hình. Sư ơi, cho con hỏi sư, cái từ Athitha Sí sư, rồi cái bản kia có bản chia riêng hả sư?
câu 1. Dạ, trả lời câu hỏi 1 được không Cát Khánh? Dạ dạ. Ừ. Câu 1 hả? Dạ. Thái tử sau khi nhìn dạ. thấy vị Sa môn đã quyết định xuất gia từ bỏ gia đình, không có gia đình. Ở đây chúng ta thấy thứ tự câu nè. Thì ở đây mình có chủ cách Rai Chá Cú Ma Rô. Rồi động từ thì ở cuối câu. Trước động từ thì mình có cách thứ hai. Ở đây người ta thay vì người ta sử dụng cách thứ hai thì người ta sử dụng tung à, thay cho cách thứ hai. Rồi Agarasma Anagarijan hoặc cái chi tung ở đây nó một cụm nó ha. Một cụm xuất gia từ bỏ gia đình xong không quyết định. Trong câu này thì có một cái bất biến quá khứ phân từ. Thì thường trước bất biến quá khứ phân từ nó sẽ có một danh từ chỉ ở đối cách. Thì ở đây mình thấy là chữ Samalan. Vậy trong câu này mình có gì? Mình có chủ từ nè, có động từ nè, có thúc từ sử dụng ở cách thứ hai à, rồi ở đây mình có một cụm. Trong cụm này thì mình có sử dụng cách thứ năm. Agathama. Thái tử sau khi nhìn thấy vị Sa môn đã quyết định xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình. Rồi một câu thôi thì lấy một người thôi. Dạ, dạ sư cho con hỏi sư, cái từ Athitha xí sư là có bản tia bản gì đặc biệt hả sư? Ta ra chắc cũng mà rồi. Đã có gì không? Dạ. À. Dạ con thấy Athitha xí quá khứ. Cái dạng động từ dạng ngữ căn tha thì nó thường thêm chữ sắc. Thêm chữ sắc. Rồi. Câu 2 đi, câu 2 đi. Ai sẽ câu 2? Khánh ơi, lưu lại cho sửa câu 1 Khánh. Dạ dạ. Thưa sư cho con sửa câu thứ hai. Rồi sửa đi. Sau khi đi đến phòng ngủ để nhìn hoàng tử Rahula và hoàng hậu Yasodhara, ngài đã ra đi xuất gia. Câu thứ hai. Câu này thì dịch có ai dịch khác hơn không? Là trước khi ngài ra đi xuất gia đã đi đến phòng ngủ của hoàng hậu Yasodhara và hoàng tử La Hầu La nhìn lần cuối. Sao ạ?
có nào đâu dừng mình cúi. Hoàng hậu trước, hoàng hậu Yasuo đã ra. Ở đây nó có một cái trạng từ chỉ thời gian là ánh tháng, nên dịch trạng từ chỉ thời gian trước. Rồi dịch thời gian trước rồi dịch chủ từ luôn. Là khi ấy. Khi ấy, buồn khi ấy. Đã rời phòng, ngài đã đi đến phòng ngủ để nhìn, để nhìn hoàng hậu Yasodhara và hoàng tử Rahula và đã ra đi xuất gia. Khi ấy ngài đã đi đến phòng ngủ để nhìn hoàng hậu Yasodhara và hoàng tử Rahula và đã ra đi xuất gia. Cái câu đó câu này có thêm một cái trạng từ chỉ thời gian viết ở đầu câu, có sau là chủ từ, có cái chi qua bóng biến quá khứ phân từ, chứ có biến quá khứ phân từ thì nó có một chữ một túc từ. Rồi ở đây mình cũng có vị biến cách, trước vị cũng biến cách thì nó cũng có thể xài túc từ. Để nên thấy là Yasodhara Devin cũng là đối cách. Rồi Nikami rời khỏi, ra đi, ra đi để làm gì đó, ra đi sử dụng mục đích thì cách thứ tư. Câu này thì sử dụng cách thứ hai, cách thứ một, cách hai và cách thứ tư. Rồi thưa sư cho con hỏi một chút. Cái dịch cái câu này đó sư, thí dụ như khi ấy ngài đã đi đến phòng ngủ để nhìn thấy, để nhìn hoàng hậu và hoàng tử, thì có bắt buộc phải nhìn hoàng hậu trước và hoàng tử sau không sư? Cái nào đi trước thì dịch trước. Cái nào đi trước thì phải dịch nó trước. Cái thứ tự của chá là nó không vậy? Dạ, không, con hiểu rồi. Cảm ơn sư. Câu 3 đi, hay là câu 3? Bạch sư, con đọc chứ con không có, tại cái mạng của con nó chập chờn quá, con không có viết được, thưa sư, viết rồi nó mất hoài. Dạ, cô Hảo có đọc không Hảo? Dạ, câu số 3 là vào đêm trăng tròn tháng Asalaha thái tử được đưa đi từ cung điện đến bên kia bờ sông Anoma.
Quan điên căn tròn tháng A Sa La Há, thái tử được đưa từ cung điện đến bên kia và sau đó nung ma. Dạ thưa sư, ở đây thấy sử dụng thì quá khứ sư, đã được đưa đi. Thái tử đã được đưa đi. Em chỉ đã cái. Thưa sư, cái câu này mình đặt thái tử đã được đưa đi ở phía trước được không sư? Được, cũng được. Anh ta dịch tạm từ trước. Tạm từ chỉ thời gian trước, không dịch chủ từ trước cũng được. Em chỉ đi sư không thích lắm sư. Thái tử đã được đưa đi từ cung tăng tròn tháng A Sa La Hát, thái tử được đưa từ hoàng cung đến bên kia bờ sông Anuma, nhưng mà muốn thêm đi thì thêm sư giảng chỉ đi được đưa từ hoàng cung đến bờ sông Anuma. Ủa đây đâu có chữ ra trá hả? Hoàng cung mấy chữ ý ma nát hả? Đó. Hoàng cung đó. Thì bỏ chữ điện, nếu mà hoàng cung thì bỏ chữ điện. Hoặc là cung điện cũng được. Điện bỏ chữ hoàng. Bỏ chữ hoàng đi Thánh. Bỏ chữ hoàng đi. Câu này thì mình có chủ từ là Rajakumaro, mình có thúc từ là Parang, rồi động từ, còn là Asahapunamiya Rattiyang. Rattiyang ở đây tặng, nó là ở cách thứ 7 ha, dùng như là tặng từ chỉ thời gian. Vima Nam Ha thì ở đây là xuất xuất cách. Anuma nó đi tây rắc sát, cách thứ 4 ha, cách thứ 4 đưa đến bên kia, xin lỗi các thứ sáu ha, đưa đến bên kia bờ sông, đưa đến bên kia bờ sông, đưa đến bên kia bờ sông Anuma. Rồi là các thứ sáu. Rồi, anh ta là dịch câu 4 nha. Thưa sư, con dịch câu 4 đó thưa sư. Sau khi cắt tóc, ở đây sau khi dừng lại, ở đây sau khi dừng lại, thái tử cởi hoàng phục. Cắt tóc, trao cho người phu xe, và đã xuất gia. Chứ con xin dịch câu này. Thái tử sau khi dừng lại, ngài đã cởi hoàng bào, đưa cho người đánh xe, và ngài đã xuống tóc xuất gia.
con này thì cũng gần gần được rồi, nó còn chưa sau khi dừng lại ở tại đây, thái tử ở hoàng phục giao cho người đánh xe rồi xuống quan đây này coi đây rồi hay là quà đi à, đã không xuống nhà và đã xuống tóc hả, và cắt tóc đúng không, và đã cắt tóc xuất gia xuất gia cắt tóc rồi xuất gia nên thêm chữ rồi nhé, đừng thêm đã nhiều quá, một cái thôi, một câu mình xài một cái thôi. Sau khi đã dừng lại ở đây, thái tử cởi bỏ hoàng phục giao cho người đánh xe. Sau khi dừng lại ở đây, bỏ chữ đã luôn ha. Sau khi dừng lại ở đây, thái tử cởi bỏ hoàng phục giao cho người đánh xe qua cắt tóc rồi xuất gia. Làm dịch vậy ha. Sư còn thấy xuống khóc nó hay hơn á sư. Không có xuống tóc thì tại đó là cắt chứ này không có cạo. Xưa đây mình dùng chữ ngài xưa hay dùng hoàng tử xưa, thì nó chủ từ là xô à, dùng ngài dùng chữ ngài hoàng tử cũng được, thái tử cũng được, đó mình dịch sao cũng được, cái đó tại nó dùng thay thế mình dịch dịch ngài thì dễ dịch, tại dịch ngài thì nó không rõ, dịch thái tử nó rõ hơn, nó sẽ dùng thay thế, tại khi mình dùng thay thế cho cái gì thì dịch cái tên đó được. Ở đây thì câu này mình có gì, mình có chủ từ là so, rồi tiếp khi toa ở đây thì nó là bất biến quá khứ phân từ, nhưng mà bất biến quá khứ phân từ này nó là dạng là từ động từ, cho nên trước đó nó không có xúc từ mà nó chỉ là định sự, nên nó chỉ có trạng từ chỉ nên chốn. Rồi mình có ôm nguyên chí toa là bất biến quá khứ phân từ, cởi cởi thì cởi cái gì đó cho nên nó có cái xúc từ của nó ha. Rồi giao cho, giao nó ha, giao nó, giao cái gì cho ai đó, giao nó ở đây là te, ở đây là đối cách ha. Giao nó đến cách thứ tư, rồi xuống tóc hoa cái qua thì kê xe, đây là phức từ, có vị trí là động từ. Thì câu này mình sử dụng được chủ từ, rồi túc từ, rồi cách thứ tư, cách thứ tư với động từ. Rồi câu số 5 ra, dịch câu số 5. Ừ, này sao sửa bài tập không không hết hả? Hết. Bồ Tát họ thì phần sự mặc xuất gia sau khi cạo tóc mặc áo cắt ha, dịch là cắt ha. Sao? Tại đó ngày không có cạo tóc của Đức Phật là cắt, ngài không cạo, chỉ có các vị thì theo sau này thì cạo thôi chứ ngài thì ngài không có cạo. Bồ Tát, Bồ Tát họ trì phần sự xuất gia, này dịch gì không được,
Tại ở trong câu mà có bất biến quá khứ phân từ á, phải dịch bất biến quá khứ phân từ trước. Bất biến quá khứ phân từ có thể dịch sau chủ từ hoặc là dịch trước chủ từ, nhưng mà nó không được dịch sau động từ. Tại bất biến quá khứ phân từ là nó diễn tả hành động xảy ra trước động từ, xảy ra trước động từ, cho nên phải dịch động từ trước thì mới được. Sau khi mặc y, sau khi cắt tóc mặc cái này mình có thể dịch hai bất biến quá khứ phân từ trước được, tức là sau khi cắt tóc mặc áo cà sa, Bồ Tát đã thọ trì hạnh xuất gia. Còn là phần sự của bậc xuất gia cũng được, cái chữ pháp bất chí táo quá tăng ở đây là cái phần sự của bậc xuất gia. Sau khi cắt tóc mặc áo cà sa, Bồ Tát đã thọ trì phận sự của bậc xuất gia rồi. Bữa sau sửa thêm 5 câu nữa ha, bây giờ hết giờ rồi. Thọ trì chứ không phải thọ trì. Làm tạm 5 câu đi, thì sau về lớp coi bài trước mình dịch thêm 5 câu nữa rồi học bài mới ha. Bài lớp nghỉ. Dạ, bài học đến đây là kết thúc. Chúng con xin kính tri ân sư đã giảng dạy cho chúng con. Chúng con kính chúc sư nhiều sức khỏe và vui. Và bây giờ là đến lúc hồi hướng phước đến chư thiên. Xin mời chị Tịnh Hành đọc kinh hồi hướng. Nam mô Bổn Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con xin kính tri ân sư, con xin thay mặt của chú học viên trong room hướng phước báo của bài học hôm nay đến chư thiên. Akasatha Javamatha Devanaga Mahitika Bunyang no Anumodan Tujirang Rakhantu Sasanang Akasatha Javamatha Devanaga Mahitika Bunyang no Anumodan Tujirang Rakhantu Nogaro Akasatha Javamatha Devanaga Mahitika Bốn nhãn nô anumodan tu chi rang ra khan tu nhà ta yo akasattha japam mata deva naga mahitika Bốn nhãn nô anumodan tu chi rang ra khan tu pani no akasattha japam mata deva naga Idam vatano punyang asava kaya vaham ho tu anagati kale sa thu 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 sa th